Châu Đốc, 7 tháng 4 năm 2007. Dì yêu mến yêu của mẹ, hôm nay mẹ viết thư cho con với tất cả nhớ nhung của một người mẹ. Mẹ soạn hình dung con gái của mẹ sống ra sao. Mẹ gửi cho con tờ báo mẹ đã photo và cuốn sách giận, con hãy đọc xem, nếu con đọc được, yêu thích hay có gì thắc bận rộn thì điều đình với mẹ. Đó là bức thư dài mà mẹ gửi cho con, cũng là kênh truyền thông mở ra giữa mẹ và con. Làm mẹ khó không? Khó chứ, bởi người ta soàn bảo con hư tại mẹ, chứ chẳng ai đổ con hư tại bố, thế nên làm mẹ vừa phải cứng nhắc vừa phải nhu mì để bảo bọc con trên bước đường không lớn. Sinh ra làm phụ nữ đã khó như vậy đấy. Hôm ghé An Giang, tình cờ đọc được những dòng thư tay của cô Nguyễn Kim Loan viết cho con gái trong năm con học xa nhà, dòng chữ một mạc mà đong đầy yêu mến yêu bất giác khiến tôi giật mình. Chà, đã bao lâu rồi mình quên đi cách tâm sự với người thân một cách chân thành như vậy. Cuộc sống cứ ngày càng vội vã. Công việc kinh quản doanh bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, vô tình đưa cô Kim Loan vào một sự lựa chọn không hề dễ dàng, để con đi học xa nhà. Quỳnh Di con gái cô Loan, ngày từ nhỏ đã quen với việc cả ngày ở lại nhà cô giáo, đôi lúc ngủ lại và không được gặp gỡ mẹ. Năm vào lớp 8, Di được chuyển lên Sài Gòn để học nội trú, cảm giác xa gia đình không còn xa lạ nhưng đôi lúc thấy thiếu vắng vẻ chút yêu yêu mến của mẹ phụ thân. Thế là cô gà mơ thủ mẹ nheo với mẹ viết thư gửi cho con đi. Yêu cầu nghe yêu mến hết sức yêu mến, cô Loan đâu nỡ từ chối. Vậy nên cứ có thời gian nhàn rỗi người mẹ lại viết vài dòng gửi cho cô mèo con tóc dài hay mèo nheo của mình. Di yêu của mẹ, con biết không? Tại con mà mẹ phải làm việc kiếp nhiều lần, phải không được lười mỏi. Như chi mẹ phải lao đi kiếm ăn bất chấp cung tên đạn bắn vì những chú chim non đang há miệng chờ ở tổ. Nhưng bù lại mẹ được hạnh phúc, được biết cảm giác làm việc vì người khác, thoát bỏ được tính ích kỷ, lười biếng. Và hơn nữa nhìn con không lớn nên người mệt mỏi cũng quá vui sướng, hân hoan. Nếu không có mèo cưng thì cuộc đời mẹ sẽ ra sao nhỉ? Buồn tẻ và vô nghĩa phải không? À, có mấy sợi tóc bạc nữa, nó chỉ trắng trận trước trán, làm xuống cấp nhan sắc của mẹ, nhưng mẹ không dám nhổ, chờ con về nhổ thế hệ phê. Chà mẹ nhiều chuyện dữ, viết tới đây rồi. Trời mưa liên miên gì có bảo, con ngủ nhớ đắp mền kỹ, mặc áo ấm vào con nhé. Coi chừng ho, sốt, sổ mũi là không nên đấy. Có gì cho mẹ hay liền nhé. Con hãy nhớ kỹ một câu, càng yêu mến mẹ chừng nào thì càng lo cho mình chừng nấy, lo ngoan ngoãn học giỏi và lo cho sức khỏe mình. Mẹ! Di kể lại ngày đó học nội trú, cả trường chỉ có một chiếc máy tính bảng để gọi ra ngoài, thế là cả đám học sinh phải xếp hàng để đợi tới lượt gọi về nhà thì thầm với phụ thân mẹ. Dù mỗi cuối tuần Di đều được anh trai đón ra ngoài và gọi về nhà, nhưng lúc nhận được những lá thư tay cảm xúc rất dạt dào. Mình là đứa duy nhất được mẹ gửi thư trong ký túc xá. Các gà mơ thủ còn đọc kén nữa mà Di cười cợt khoe. Di còn... Mẹ gửi cho con báo mẹ photo cho con đọc và chiếc áo gió, tuy hơi muộn nhưng trời cũng còn rét mướt. Vài ngày nữa, thấy con vo khụ khụ mà lòng không yên, ngày không ngủ được, tối không ăn được. Mẹ ngủ cũng đắp mền, đắp sau nó cũng rét mướt, mẹ mặc áo này vào kéo tới tận cổ ngủ rất ngon. Mẹ phát hiện con bị rét mướt cổ nên vo, cảm cúm không coi soàn được. Con mà cúm, dôi thì không hên cho mẹ chút nào. Mẹ hy sinh chiếc áo chiến nhất cho con đó. Mẹ đang mặc, con có thể ngửi thấy mùi gì không cũng thì đừng thắc bận rộn nhé, nó bay ra từ chiếc áo đấy. Con xem, áo có thiêu hình con voi đấy. Con hãy mặc nó trong lúc ngủ. Như mẹ đang ở bên con, ôm ấp con và ru cho con ngủ nhé. Con đừng xúc động đấy, mẹ còn. Năm cái áo gió đẹp hơn thế nữa, không thể áo khuyến mãi vào đâu. Bệnh mua một lấu của mẹ vẫn còn hi hi. Lời tâm sự của mẹ lúc nào cũng pha chút hề hước như vậy. Ừ, mẹ hy sinh cho con cái đáng ấn nhất của mẹ, nhưng con đừng lo, mẹ còn năm cái khác đẹp hơn nữa kìa. Ẩn sâu trong những từ lời nói đùa là cả tâm tư đầy lúng túng của mẹ, điều đó giúp hai mẹ con gần nhau hơn dù ở cách nhau hàng trăm. Hạnh phúc của mẹ là thấy con được hạnh phúc.
dấu cạnh bên hay xa thẳm nghiêm trùng. Dấu mi năm hay chỉ còn gần một lúc. Trái tim này vẫn sẽ đập nhịp thông thường. Lai thượng hương. Di an. Làm ga mê thủ với mẹ nhé. Di gọi mẹ với biệt danh thân yêu mến là chị mẹ. Bởi hai mẹ con từ lâu đã như đôi ga mê thủ tri kỷ. Tôi ngờ rằng đó là cách để mẹ hiểu nhiều hơn về con gái, nhất là ở tuổi thế hệ lớn, tuổi của những nổi loạn mà đôi lúc phụ huynh không thể thấu hiểu con mình. Bây giờ, Di như một người ga mê thủ của mẹ, Di có thể lắng nghe và thấu hiểu mẹ, coi như phần nào đền bù thiệt hại. Mẹ đã lỡ sinh ra gì? Hí, hí, sụ mặt rồi nhé. Mẹ lại đổ bệnh đá ngực của châu chấu rồi. Di à, Di làm ga mê thủ với mẹ nhé. Để có gì buồn mẹ đổ trút vô lỗ tai Di. Nhưng Di mà buồn, mẹ trở lại làm mẹ để rời Di. Hí hí. Mỗi lần đọc được một trang báo hay, một cuốn sách đẹp mẹ lại kính yêu gửi cho Di cùng đọc. Với mẹ đó là cách để Di trưởng thành từng ngày trên hành trình làm người. Mẹ bảo mẹ luôn mong mèo con được hạnh phúc. Có hạnh thì thế hệ có phúc, nên đầu tiên con phải rèn luyện những phẩm chất của chính bản thân mình. Di à, chú phụ thân mẹ mỏi tay rồi đấy. Rồi Di sẽ về với mẹ nhé. Mẹ con ta không còn xa nhau nữa. Mẹ sẽ dành khoảng đời còn lại để nhìn Di, ở bên Di, cõng Di đi vòng vòng hết. Mẹ chải tóc cho Di, hồn Di không giới hạn thời gian, không gian, hoe hoe hoe. Mẹ. Dẫu một mai chẳng gần nhau nữa. Con yêu ơi, hãy nhớ lấy điều này. Lúc con buồn, trên trời mẹ sẽ thấy. Khi con cười cợt, mẹ sẽ hạnh phúc lây. Lai thượng hương. Như lời hẹn ước của hai mẹ con. Sau khi Di tốt nghiệp đại học trở về nhà, mẹ Kim Loan cũng dần gác lại công việc dành dụng thời gian cạnh bên con gái, để tỉ tê, để chải tóc cho Di. Có lần cô ga mê thủ lại mẹ nheo, anh hai cũng được đi phượt hết Việt Nam, mẹ cũng từng ra Bắc rồi, nhưng con chưa được đi lần nào. Mẹ cười cợt hí hí, đợi trúng số mẹ dẫn Di đi. Vậy mà chẳng thèm đợi đến khi trúng số, mẹ đã dành dụng được ít tiền, bàn giao toàn cục công việc kinh quản doanh cho hiền thê chồng anh hai, sắm chiếc xe máy vừa vừa túi tiền rồi hai má con chở nhau đi khắp nước Việt. 30 năm trước mẹ đã chi ra một chỉ vàng để mua hai chiếc nón bảo hiểm với mong ước được đi khắp Việt Nam. Nhưng công việc kinh quản doanh bận rộn, gia đình còn chưa ổn thỏa nên mẹ gác lại giấc mơ thanh xuân của mình. Di bảo chuyến đi của hai mẹ con cũng là giúp mẹ hoàn thành ước mơ còn dang dở. Tháng 9 năm 2017, trên chiếc xe máy nhỏ, con gái chở mẹ đi qua những miền đất thế hệ, đến nơi có tiền diện thì mẹ con xin nghỉ lại để tu tập ngắn ngày. Di tâm sự, ngoài mục đích cho hai mẹ con có thời gian ở bên nhau sau một khoảng thời gian học xa nhà, thì còn là dịp để mình học về lịch sử, những điều mà trước giờ chỉ học qua sách vở. Đồng thời việc tu tập tại các tiền viện để mình gặp gỡ, giao duyên với các sư thầy, sư cô trong tông môn để lỡ sau này mẹ có mất đi, thì những lúc gặp gỡ phiền muộn, biến cố mình cũng còn nơi để có thể nương nhờ. Chuyến đi của hai mẹ con trải qua tháng thứ hai thì phải dừng lại vì hay tin ông ngoại bệnh. Lúc đó hai mẹ con đang ở Đà Lạt, thì dội trở lại nhà, cứ tưởng là sẽ không có cơ hội để đi nữa. Nhưng thật may mắn là một năm sau ông ngoại khỏi bệnh. Tháng 9 năm 2018, hai mẹ con lại nối tiếp chuyến đi gian dở của mình. Di kể lại. Hai người phụ nữ, một chiếc xe máy rong ruổi cùng nhau suốt 5 tháng trời, có lắm buồn vui mà mẹ con cùng trải qua, có những đoạn đường đèo vô cùng nguy hại nhưng họ vững tin với nhau để vượt qua nỗi sợ. Có những hân hoan khi gặp gỡ và kết ga mê thủ với nhiều người. Tất cả sẽ mãi là kỷ niệm hoàn hảo nhất trong đời của hai mẹ con. Cũng sau chuyến đi lần đó, mẹ Kim Loan đã từ bỏ hoàn toàn công việc kinh quản doanh để rời xa những bon chen của người đời. Hai mẹ con tận dụng nhà kho của anh hai để mở ra một homestay nho nhỏ, dựng nên một nơi dừng chân nhiều yêu mến để những ai đang và sẽ đi dọc Việt Nam có nơi để nghỉ ngơi, như mẹ con cô đã từng.